Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng cũng như là những người mới biết về Hoành Phi Câu Đối. Trong video clip này chúng tôi giới thiệu quy trình, đó là quy trình lên màu chữ cho các cái sản phẩm, đó là hoành phi câu đối. Thì trên mình các bạn đang xem đây là người thợ của chúng tôi đang dùng các cái chiếc bút và kết hợp với đó là sơn then, tức là sơn đen. Như các bạn ngày xưa đã biết là về các cái thầy đồ hay dùng các cái sơn này để viết các cái bức câu đối trên chất liệu bằng giấy. Thì bây giờ chúng tôi đã dùng sơn then để thép lên cái bề mặt chữ. Và đây là một bức hoành phi, chúng tôi làm nền son, tức là nền màu đỏ, chữ vàng. Có rất nhiều các cái gam màu cho quý khách tham khảo, như nền đỏ chữ vàng và nền vàng chữ đen, nền đen chữ vàng. Rất nhiều các cái gam màu, tông màu cho quý khách trên toàn quốc tham khảo. Hôm nay chúng tôi giới thiệu quy trình, đó là chúng tôi làm về bề mặt chữ là sơn then. Bức hoành phi này chúng tôi làm với chất liệu đó là gỗ gụ, dài 2m37, rộng 81. Và bức hoành phi này có kích thước là dài 1m97, rộng 67. Nền đỏ chữ vàng và chạm ba chữ phụng tổ đường, xen kẽ là các cái cây tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai. Khi chúng tôi thép vàng xong, chúng tôi sẽ tắm xà phòng để cho hết các cái bụi bẩn, và chúng tôi lại trà các cái mặt chữ thép vàng ra để chúng tôi làm thêm một nước, đó là sơn then, để nhìn các cái bề mặt sơn thật là mỏng thì nó sẽ rất là đẹp và bóng mịn. Để làm được quy trình như này, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khâu công đoạn. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu cái công đoạn là đốt hoành phi câu đối, đó là công đoạn đầu tiên, và công đoạn lên chữ này là công đoạn gần như là công đoạn cuối cùng. Chúng tôi chỉ còn một nước phủ bóng nữa là có thể bàn giao cho quý khách. Và các cái video về quy trình làm hoành phi câu đối được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành cũng như là trên kênh Đồ Thờ Hiền Lành. Chúng tôi đang chạy song song hai kênh để giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái quy trình cũng như là các bộ sản phẩm mới nhất để đáp ứng ra ngoài thị trường. Và chúng tôi có bán buôn, bán lẻ các cái bức hoành phi câu đối phổ thông. Chúng tôi sản xuất một tháng từ 100 tới 200 bộ. Và tiến tới năm 2021 thì chúng tôi sẽ tăng cái lượng sản xuất nó còn gấp 2, gấp 3 lần. Thậm chí là chúng tôi có thể cho gấp 10 lần để đáp ứng trên toàn quốc. Chúng tôi muốn đem các cái sản phẩm đẹp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề gốc, làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để đem tới tất cả các cái vùng miền trên toàn quốc sở hữu được các cái bộ sản phẩm đẹp, giá cả chất lượng nhất. Chúng tôi nếu làm đủ quy trình thì giá thành nó sẽ không có giá rẻ, mà nếu bớt đi thì sản phẩm nó sẽ không được đẹp. Quý khách có thắc mắc hay cần giải đáp gì về các quy trình làm hoành phi câu đối thì quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách. Đây là các cái bộ câu đối lòng mo. Như chúng tôi đã giới thiệu có nhiều kích thước 2m17, 2m17 hoặc 2m37, 2m6, 2m8, 4m. Đây là các cái bộ hoành phi mà chúng tôi làm cho đình chùa. Đã được sơn son thép vàng, phủ hoàng kim. Toàn bộ bề mặt chữ là chúng tôi làm sơn then, tức là sơn màu đen. Có bộ có phụ đề, có bộ không có phụ đề tiếng Việt. Và các cái bộ chữ này chúng ta có thể thay đổi tùy ý. Vì chúng tôi làm cho rất nhiều khách hàng trên toàn quốc nên là các cái mẫu mã rất là đa dạng, tới từ các vùng miền khác nhau. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì liên tục nhận các cái hàng đặt cao cấp, hàng đồ thờ cúng cho đình chùa, miếu mạo, nhà thờ tư gia cỡ lớn. Nếu như chúng ta có phòng thờ nhỏ thì chúng ta sẽ đặt theo kích thước của mình, kích thước nhỏ chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách. Thường thì các cái gam màu khi sơn son thép vàng là chúng tôi đi bằng chữ sơn then, sơn đen.
Và khi chúng ta nếu đi bằng chữ vàng thì chúng ta nên làm nền đỏ hoặc là nền đen. Đúng rồi, Hiền Anh cảm ơn quý khách hàng đang theo dõi các cái video clip của chúng tôi. Quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận ở phía dưới để chúng tôi sẽ giải đáp. Video này đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Lý Yên, tỉnh Nam Định. Các cái bản chữ no này cũng là do khách hàng gửi qua Gmail cho chúng tôi. Thì các cái bản chữ nó sẽ được chuẩn và chúng tôi sẽ thi công trên cái mặt gỗ. Quý khách có nhu cầu làm về nhà thờ gỗ hay là đình chùa, miếu mạo hay các đồ thờ cúng tiến thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn. Đây là các cái bộ câu đối lòng mo với rất nhiều kích thước khác nhau. Trong video này thì chúng tôi chủ yếu là giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là cái công đoạn khi chúng ta thép vàng xong, chúng ta lên màu cho chữ. Đó là chữ màu đen. Và bước hoành vi này chúng tôi là nền đỏ chữ vàng, nên khi thép vàng thì chúng tôi sẽ lại làm phần nền thành màu đỏ. Vì khi thép vàng thì chúng tôi sẽ thép cả là đó là nền màu vàng. Thì cuối cùng chúng tôi mới làm nền son là cuối cùng. Chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các bộ cửa võng như y môn cho quý khách trên toàn quốc. Cảm ơn quý khách đã giao phó cái nhiệm vụ cho chúng tôi trong thời gian vừa qua. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành cũng nhận được hơn 200 đơn hàng trung bình trên một tháng để làm hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối cho nhà thờ và các sản phẩm liên quan. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Các video được phát trực tiếp tại kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.